Danh hài Tấn Bo từng lao đao vì nợ nần, U50 làm bố của bốn con, cuộc sống giờ ra sao? Tấn Bo sống kín tiếng hơn kể từ sau khi gặp biến cố nợ nần. Tấn Bo là nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả qua hàng loạt những tiểu phẩm hài duyên dáng cùng người anh của mình là nghệ sĩ Tấn Bo. Đến năm 2019, Tấn Bo bất ngờ chuyển sang làm bầu show, nhưng được khoảng vài tháng thì vướng nợ nần vì phát sinh chi phí, phải đi vay nặng lãi 200 triệu đồng rồi không có khả năng chi trả. Tấn Bo từng trải qua quãng thời gian lao đao vì nợ nần. Sự việc này khiến tên tuổi và hình ảnh của Tấn Bo bị ảnh hưởng nặng nề. Giai đoạn đó, mỗi ngày vợ chồng Tấn Bo lại bị chủ nợ dọa nạt, tạt sơn, hắt mắm tôm, khủng bố đòi bắt con. Tấn Bo tâm sự chính vì chuyện này mà gia đình anh, trong đó có anh trai, Tấn Bo rất giận anh. Tuy nhiên anh vẫn cho rằng mình là người đàn ông trong gia đình thì phải có trách nhiệm gánh vác mọi thứ, nên dù có phải mang tiếng xấu, anh cũng chấp nhận. Về sau, chính Tấn Bo cũng thừa nhận nhiều lần đứng ra giúp em trai trả nợ, tôi giúp đỡ em cũng là chuyện trong nội bộ gia đình. Tôi đâu có la làng rằng đã cứu em thế nào. Không chỉ riêng em trai tôi, ở bên ngoài, nghệ sĩ nào gặp khăn, tôi cũng giúp. Tôi giúp đỡ với tinh thần tri ân không cần báo. Mình tốt với ai, giúp ai người đó biết là được rồi. Đến năm 2019, Tấn Bo bất ngờ chuyển sang làm bầu show, nhưng được khoảng vài tháng thì vướng nợ nần vì phát sinh chi phí, phải đi vay nặng lãi 200 triệu đồng rồi không có khả năng chi trả. Bà xã Tấn Bo chấp nhận lui về sau để chăm sóc gia đình khi gặp khó khăn. Trải qua biến cố nợ nần, Tấn Bo hiện tại sống kín tiếng bên vợ nhạc sĩ Xuân Nhi bởi bản thân anh cũng có những nỗi niềm riêng tư. Gần 20 năm chung sống, cả hai có với nhau 4 người con. Thời điểm Tấn Bo gặp biến cố, bà xã chấp nhận lui về sau để chăm sóc gia đình. Hiện tại, 4 con của nghệ sĩ Tấn Bo đều đã trưởng thành. Mỗi ngày ông bố Tấn Bo sẽ đi quay, làm chương trình còn bà xã Xuân Nhi là người chăm sóc cho các con là chính với sự hỗ trợ của bà ngoại. Những lúc năm nghệ sĩ rảnh rỗi ở nhà đều cố gắng hỗ trợ vợ chăm sóc các con tốt nhất có thể. Tấn Bo tâm sự chính vì chuyện này mà gia đình rất giận anh. Gia đình anh cũng từng trải qua nhiều biến cố nên hiện tại anh không mong các con làm được gì lớn lao mà chỉ cần các con trưởng thành và là người có ích cho xã hội. Hiện tại, cuộc sống của anh đã ổn định hơn trước đây.